quá hot luôn quý anh chị ơi, một trong những cái dãy nhà phố trực tiếp bên đơn vị cũng như đầu tư xây dựng nha, đang hot rần rần luôn. Ở đây thì có 9 căn nha quý anh chị, đang dần hoàn thiện luôn. Như kiểu này nè quý anh chị, kiểu căn đầu tiên là căn số 1 nha, là kiểu Pháp. Đây là kiểu máy hộp, đây là kiểu lâu đài và đây là kiểu máy hàng hiện đại nha quý anh chị. Đó thì quý anh chị này mình xuống xem á thì mình có thể lựa chọn những cái kiểu mẫu mã thiết kế khác nhau. Đó cũng như là tường đạ cột móng riêng nè, em đi xây dựng riêng biệt hết nha. Đó, ép cọc là ép cọc bê tông nha quý anh chị. Căn nhà của mình ngày hôm nay với diện tích là ngang 4,5 m nha, chiều sâu là 25 m, vị trí là ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha, từ chợ Bình Chánh mình di chuyển vào nhà khoảng tầm 2 cây thôi, rất là gần luôn. Và đường phía trước nhà của mình ở đây là đường ô tô nha quý anh chị. Đó, đường này là đường nhựa luôn, xe hơi xe tải cô chú anh chị có thể di chuyển vào tới tận nhà nha. Đó, rất là tuyệt vời, một khu dân cư rất là đáng sống nha quý anh chị. Và ở đây á, thì ngày hôm nay Duy sẽ chọn ra một cái căn mẫu căn số 1 nha quý anh chị, hoàn thiện được khoảng 60% rồi, đang trong quá trình lót gạch và sơn nha quý anh chị. Thì ở đây á, thì quý anh chị mình xuống xem được một trong 4 căn á, thì mình có thể chọn lựa được màu sơn nè, màu gạch cũng như là thiết bị nội thất bên trong nha. Rồi thì quý anh chị mà vô tham quan nhà nè, ở đây á, cửa cổng ở đây á, thì Duy có làm cho quý anh chị một cái vòm mái nè, sắp tới sẽ lắp đèn kiểu luôn. Ở đây thì có cửa cổng nha, cửa 4 cánh cho mình. Sân trước ở đây á, thì quý anh chị mình về thay đầu được chiếc ô tô nè, từ 4 chỗ đến 7 chỗ nha, rất là sạch sẽ luôn. Hai bên đây á, thì Duy có làm cho quý anh chị mình một cái hàng cây nha. Ở đây quý anh chị thấy trồng tiểu cảnh đây, họ làm thêm mấy che da mình che mưa che nắng luôn. Cửa ở đây làm Duy xài là cửa sắt nha quý anh chị, cửa 4 cánh cho mình, lớp bảo vệ phía bên trong luôn. Tiếp một phía bên trong đây á, sẽ là khoảng khu vực phòng khách nha quý anh chị, rất là rộng luôn, cho quý anh chị về thấy tự đi coi shop nha. Ở đây á, thì sắp tới em Duy có dán tranh 3D cho mình nè, ở đây thì ốp PVC nha. Đó, giả đá và gỗ nè. Đó thì quý anh chị mình xuống xem thì ưng cái kiểu thiết kế nào thì em đi làm theo yêu cầu mình luôn. Phía trên là trần thạch cao dược hợp nha quý anh chị. Đó, đi với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Đó, về ốp cột là ốp gỗ hết, ốp PVC da gỗ hết nha quý anh chị. Trên cầu thang ở đây á, thì sắp tới em sẽ làm cho quý anh chị mình kệ tủ âm tường nha. Ở vậy quý anh chị có thể trưng rượu bia ở đây. Đó, cầu thang thì sẽ bằng cầu thang gỗ nha, và đi chung với tính cường lực luôn. Đó, bậc tam cấp nè, mỗi em Duy sẽ làm cho quý anh chị mình thêm kệ tủ cho mình luôn. Đó, rất là tuyệt vời nha. Và căn nhà này đặc biệt là sổ hồng riêng đã hoàn công rồi luôn nha quý anh chị, thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 800 thôi nha, là mình có thể mua được một trong những 9 căn ngày hôm nay em đi review nha quý anh chị. Đây sẽ là khoảng khu vực phòng bếp nè, bếp ở đây á, thì sắp tới sẽ làm bếp hình chữ L nha quý anh chị. Ô, gắn cho mình thêm tủy bếp trên bếp dưới luôn, nói chung là đầy đủ hết những cái nội thất cơ bản cho mình nha, bếp trên bếp dưới và bồn inox rửa rau cái chén này đủ hết cho quý anh chị mình. Ở đây không gian này á, thì quý anh chị mình dễ để bồ bàn ăn nè, rất là rộng rãi luôn. Đây thì ốp gạch lên cho mình cao 1,5 m nha quý anh chị. Ở sạch sẽ này nha quý anh chị nha. Ở lắp thêm thiết bị điện thôi. Ở phía trên thì gắn quạt cho anh chị mình luôn. Và thiết kế căn nhà mình á, thì sẽ có một căn phòng ngủ dưới tầng trệt nha, dành cho ông bà nè, cô chú bác anh chị mình lớn tuổi nha, ở dưới tầng trệt luôn, rất là rộng rãi luôn nha. Và tiếp đến á, đây sẽ là khu vực sân sau nha quý anh chị. Sân sau đây á, thì em Duy có thiết kế rộng cho mình nè. Phía trên thì có chỗ cho anh chị mình lấy sáng lấy gió vào nha, và kèm vào toilet luôn phía cuối nhà cho mình, đầy đủ hết trang thiết bị luôn. Đó, ốp gạch cao sạch sẽ hết nha quý anh chị. Căn nhà này á, thì đang dần hoàn thiện nha, thì trong thời điểm này á, thì quý anh chị mình có thể khảo sát được giống như là tường đà nè, cột móng riêng của mình luôn. Diện tích là ngang 4,5 m nha, chiều sâu là 25 m. Công năng căn nhà mình gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha, có một khoảng không gian phòng thờ luôn, phòng khách phòng bếp rất là rộng rãi nha. Với mức giá tổng là chỉ có 2,5 tỷ thôi nha quý anh chị. Sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 800 thôi nha, là mình có thể mua được rồi. Ở số còn lại thì mình sẽ hỗ trợ của chú chị mình góp nha. Đặc biệt cái dãy nhà ngày hôm nay đang rất là hot nha quý anh chị, vị trí là nằm sát bên chợ luôn, trường học khu công nghiệp đầy đủ tiện hết hết nha, phù hợp cho chị mua về ở nhà ăn cơm nghiệp. Trên góc trái màn hình thì lại là số điện thoại của em á, thì quý anh chị nào mình quan tâm thì cứ nhấn máy alo ngay cho em. Rồi mà mọi người tiếp tục thôi lên trên nè. Rồi thì đây là khu vực cầu thang đó, thì đến tầng 1 nha quý anh chị. Ở cầu thang ở đây á, thì sắp tới á, thì em Duy sẽ làm cho quý anh chị mình tay vịn sẽ bằng gỗ nha, và đi chung với kính cường lực luôn. Ở bao quanh khu vực cầu thang anh chị rất là an toàn luôn nha. Ở đây thì lắp đèn kiểu cho quý anh chị mình luôn. Trên tầng 1 mình á, thì sẽ có gồm là 2 phòng ngủ nha quý anh chị, và 2 nhà vệ sinh khép kín luôn, và đặc biệt sẽ có một khoảng không gian phòng chờ đây nha. Ở đây á, thì quý anh chị mình có thể làm phòng ngủ và phòng thờ cũng được, phòng sinh hoạt chung đây nha, mình để bộ ghế thư giãn này nè, rất phù hợp luôn. Ở đây á, thì sắp tới em Duy sẽ lắp cho quý anh chị mình thêm thiết bị đèn nha, có hệ thống đèn lon đèn led luôn, có đường dây CB mới là đầy đủ hết cho mình, có một không gian phòng chờ rất là rộng nha quý anh chị. Tiếp đến đó, đây sẽ là căn phòng ngủ thứ nhất trên tầng 1 nha quý anh chị, một căn phòng ngủ rất là rộng rãi luôn. Ở thì quý anh chị mình thấy đó, rộng khoảng 20-30 m² luôn nha. Đây thì quý anh chị mình có thể để giường tủ quần áo thì rất là thoải mái nha, phía trên trần là trần thạch cao dược hợp nha, và có nhà vệ sinh thì khép kín trong phòng ngủ mình luôn. Ở em Dư sắp tới sẽ lắp hết toàn bộ thiết bị cao cấp cho quý anh chị mình nha. Ở bậc cao sạch sẽ luôn nha.
Và chiều quý anh chị mình cũng có khoảng sân sau đây luôn. Sân sau đây á, thì quý anh chị mình về có thể phơi đồ nè, ở trồng cây đây, ở em Duy sẽ làm tây bệnh thêm cho quý anh chị mình nha. Ở và gắn cửa nè quý anh chị, cửa đi toàn bộ được hệ thống cửa sắt nha quý anh chị, và đi chung với kính cường lực luôn. Ở đó là tuyệt vời. Nhà của này á, thì là sổ không riêng rồi mà đã hoàn công rồi nữa, thì quý anh chị mình mua trong thời điểm này á, giá rất là hời luôn nha. Đó, đây sẽ là căn phòng master này quý anh chị, có hướng cửa ra ban công, nhà vệ sinh thì khép kính trong phòng ngủ mình luôn nè. Ở khu vực dân cư ở đây á, thì quý anh chị mình thấy đó, cực kỳ đông đúc luôn. Đó, ở đây á, ban công ở đây á, thì em dự đổ suốt cho hết cho quý anh chị mình nha. Đó, sắp tới sẽ gắn thêm tây bệnh cho quý anh chị mình luôn. Căn nhà này á, thì em xin nhắc lại với diện tích căn nhà mình á, là ngang 4,5 m, chiều sâu là 25 m. Công năng căn nhà mình á, gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha quý anh chị. Có một không gian phòng chờ nữa nha, có sân trước, sân sau rất là rộng rãi thoải mái luôn cho anh chị mình về có thể từ decor shop. Và nhà của mình nó phù hợp cho gia đình mình ở từ 8 đến 10 thành viên luôn nha. Với mức giá tổng căn này chỉ có 2,5 tỷ thôi nha quý anh chị. Giá này thì bên em còn thương lượng, thì quý anh chị nào mình xuống xem nhà thì chỉ mua thì em sẽ còn bớt lọc cho mình nha. Căn nhà đặc biệt là sổ không riêng đã hoàn công rồi thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 800 triệu thôi là mình có thể mua được căn này này. Ở số lại thì em sẽ hỗ trợ của chú chị mình góp nha. Bên góc trái màn hình hiện tại số điện thoại của em thì quý anh chị nào mình xem được clip này, nếu mà quan tâm cái dãy nhà của em á thì cứ xuống xem có ưng cái căn nào thì mình chốt căn đó. Thì trong thời điểm này á, thì quý anh chị là mình có thể quan sát được quá trình xây dựng giống như là tường đà cột móng riêng nè, ở đây em dưới ớt ép cọc hết nha quý anh chị nha, có xây dựng riêng lẻ hết nha, không có chung chạm nhau hết đó. Thì quý anh chị nào mình quan tâm yêu thích thì cứ xuống xem liên hệ em ngay nha. Thì cuối video em cũng xin chúc quý anh chị mình xem clip vui vẻ nè, thành công trong công việc, và hẹn quý anh chị mình ở những video clip sau ạ.